아이태 아이태 누구예요 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 아이태 올랜 기운네요 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 허웅 아니요 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 không được 안 돼요 안 돼요 안 돼요 hoặc là 안 돼요 không được tại sao 왜요 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 đọc nhanh thì sẽ giống là 왜요 tại sao đâu ạ? À? Hoặc là um, bạn đang ở đâu? Hoặc là ở đâu thế? Ô đi ẻo Ô đi Ô đi Các bạn có ô là đâu? Dì <laughs> là đâu? Dì ố là Ô <đau. cười> là đâu ạ? À? Hoặc là hiểu trong tùy ngữ cảnh các bạn có thể dịch là Ở đâu? Hoặc là đâu ạ? Bao nhiêu ạ? À? Ở mẹ Ở mẹ Ở mẹ Thế à? Cứu rèo Cứu rèo Thế ra là thế Hoặc là hóa ra là thế Hoặc là ra là thế Hoặc là ra là vậy Cứ rèo khuôn nhộ Cứu rèo khuôn nhộ Cứu rèo khuôn nhộ Các bạn chú ý về cái phát âm Nối âm Cứu rèo khuôn nhộ Khờ Chắc ngon lắm đây. 맛있겠다. 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 Chắc ngon lắm đây. Làm sao bây giờ? 어떻게? 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 Làm sao bây giờ? Không phải đâu. 아니에요. 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 không phải đâu. tôi hiểu rồi. 알겠습니다. 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 đi n 가자. 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 các bạn có k a trong từ kha ta động từ k a ta là đi. Cha là một từ rủ dê mệnh lệnh rủ dê Chúng ta hãy cùng đi nào, một cách nói ngang hàng. Đừng đi, 가지마, 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 đừng đi. Cảm ơn, 고마워, 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 cũng là một cách cảm ơn. Dạng thân mật xuống dã lịch sự hơn, các bạn thêm đuôi vô cảm mau Không sao đâu. Quyến cha này ồ. Quyến cha này ồ. Quyến cha này Không sao đâu. Ở đây phụ âm kép theo sau là nguyên âm. Các bạn sẽ nối niên, nối phụ âm n lên. Bởi vì phụ âm h ở đây được coi là âm câm nên các bạn sẽ nối n. Tức là quyến cha nào ồ. cha này Không sao đâu. Hoặc là tôi ổn. Giảm giá đi ạ Một câu mặc cả Các cao chú xeo Các cao chú Các cao chú Các bạn có Các tà là giảm giá Còn các cao chú là Xin hãy giảm giá đi ạ Hãy tắt đi Cư xeo Cư xeo Cư Có thể là tắt điều hòa hoặc là tắt điện Tin tôi đi. Nà rê mi tò. Nà rê mi tò. Nà rê mi tò. Các bạn có mi tà. Gốc động từ mi tà là tin hoặc là tin tưởng. Chê tê yô là mi tò yô. Còn ở dạng thân mật xuống xã các bạn bỏ yô đi. Nà rê mi tò. Tin tôi đi. Bị điên à? No mi chật sốt. So? Nò mi chật sốt. So? no, 미쳤어? cậu điên à? hoặc là em điên rồi à? hoặc là mày điên rồi à? đắt quá. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. đắt quá. 너무 là quá. 비싸다, 비싸다 là đắt. 너무 비싸요. đắt quá. cái gì vậy? muối. 뭐예요? 뭐예요? Cái gì vậy? Xin lỗi. 미안해요. 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 Các bạn có 미안하다 là xin lỗi. 미안해요. Xin lỗi. Anh yêu em hoặc em yêu anh hoặc là tớ yêu cậu gì đó. 사랑해요. 사랑해요. 사랑해요 quá quen thuộc rồi đúng không? Ngon quá. Má xít sòi ồ. Má xít ồ. Má xít ồ. Ngon quá. Hoặc là ngon lắm, ngon lắm. ạ. À, các bạn nối âm lên. Má xít sòi ồ. Má xít ồ. Ngon quá. Đau đầu quá. Tôi đau đầu quá. Mó đi ạp à hai ồ. Mó đi ồ. À đi à đau đầu quá Mori có nghĩa là cái đầu của chúng ta A ap apio là đau Tôi đau họng Mô ca pile, mô ca pile, mô ca Tôi đau họng Các bạn có mô mà nghĩa là cái cổ hoặc là cổ họng A là đau Các bạn nối âm lên Mô ca pile, mô ca Tôi đau họng Tôi đau bụng Pe a 배 아파요. 배 아파요. Tôi đau bụng. Giúp tôi với một câu nhờ vả. 도와주세요. 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 Giúp tôi với hoặc là giúp tôi với ạ. À, 도와주다 là giúp, giúp đỡ cho. 세요 hãy hãy giúp tôi với. 도와주세요. Tôi sẽ cố gắng 노력하겠어요. 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 Tôi sẽ cố gắng. Các bạn có 노력하다. 노력하다 mà nghĩa là cố gắng hoặc là nỗ lực. 노력 đây là một âm hán mà nghĩa là nỗ lực. Còn kết mà nghĩa là sẽ, tôi sẽ nỗ lực hoặc là tôi sẽ cố gắng. 노력하겠어요. Tôi sẽ quay lại hoặc là tôi sẽ đến lại. 다시 올게요. 다시 올게요. 다시 올게요. Tôi sẽ quay lại. Ví dụ có thể là đến nơi gặp ai đó nhưng mà người ta không có nhà thì sẽ nhắn nhủ là 다시 올게요. Tôi sẽ quay lại. 다시 có nghĩa là lại, u là đến hoặc là quay hoặc là trở trở lại các bạn hiểu trong trường hợp này, gọn dịch là trở quay trở lại. 다시 올게요 kèo cũng mang nghĩa là sẽ, một đuôi câu sử dụng cho với chủ ngữ chỉ sử với người nói thôi, tức là chủ thể là tôi. Tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, một cách khá là chắc chắn. Tôi không biết. Tôi không biết đâu. 나는 몰라요. 나는 몰라요. 나는 몰라요. Tôi không biết. Tôi biết rồi, ngược lại sẽ là 알겠어요. 알겠어요. 알겠어요, tôi biết rồi anh biết rồi, mình biết rồi tôi hiểu rồi 이해했어요 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 tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi ạ à. ví dụ ai đó hỏi là 이해했어요 <laughs> bạn hiểu chưa 네, 이해했어요 vâng, tôi hiểu rồi ạ à. em ơi, hoặc là ở đây cho 저기요 cho gì ô cho kì, yô. kì yô. Có nghĩa là em ơi hoặc là ở đây câu này các bạn dùng khi mà các bạn ở trong quán cà phê chẳng hạn hoặc là trong nhà hàng các bạn muốn gọi nhân viên phục vụ ừ, lại đây để tôi nhờ một chút thì các bạn có thể giơ tay lên và các bạn nói là cho kỳ có nghĩa là em ơi hoặc là ở đây tức là lại đây đấy ở đây do kỳ Yo do kỳ kiyo ở đây do kỳ có nghĩa là đây yo 여기요, ở đây Ví dụ là gì nhỉ? Ừ, không biết cái túi của tôi ở đâu nhỉ? Không biết cái túi đâu mất rồi Thế thì người kia sẽ nói là 여기요, ở đây Tôi bận 저는 바빠요 저는 바빠요 저는 바빠요 Tôi bận, tôi bận lắm Các bạn có 바빠요 nghĩa là 바쁘다. Khi mà chị từ yo sẽ là 바빠요 바쁘다 có nghĩa là bận hoặc là bận rộn đấy thế thì khi mà chia yo thì trường hợp này đặc biệt các bạn sẽ biến đổi thành papayo gốc là paputa các bạn nhé paputa chia là yo là papayo tôi bận tốt hoặc là được hoặc là được đấy hoặc là tốt đấy chua ai ô ô ô tốt ví dụ là gì nhỉ um, chúng ta cùng nhau đi đi mua sắm đi. Uri 같이 shopping léo chưa um, không um, được tức là khi các bạn thấy cái gì đó tốt hoặc là được và các bạn thể hiện sự đồng ý chưa không hoặc là um, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi 우리 같이 점심 먹겠습니다 à, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi thì trả lời rằng 네 좋아요 um, được đấy thật là chính cho chính cho chính cho thật là đây là một cái câu thể hiện cái sự nuối tiếc hoặc là bực tức, bực mình. Hãy bật lên. Cho xeo. Cho xeo. Cho xeo. Hãy bật lên. Các bạn có cho tả, mà nghĩa là bật. Xeo, hãy. Các bạn có cư là hãy tắt đi. Còn cho xeo là hãy bật lên. Làm thử xem. Hê bò. Hê bò. Hê bò. Làm thử xem Các bạn có gốc đây là chính là từ ha tả Gốc động từ ha tả Khi mà kết hợp với từ bô tả Ha tả kết hợp với bô tả Các bạn có cái cấu trúc Động từ chia theo đi A Hoặc là O Hoặc là động từ là ha tả chuyển thành he Kết hợp với bô tả mang nghĩa là Thử là một cái gì đó Thế thì trong trường hợp này gốc ha tả mang nghĩa là làm Các bạn sẽ biến đổi ha tả thành he Và chuyển thành he bô tả He bô tả và cái từ bu tà này khi mà các bạn chia theo đôi thành hòa yô bỏ yo đi nó sẽ trở thành một cái câu nói xuồng xã ngang hàng hé bò hoặc là hé bò yô làm thử xem hạnh phúc quá hoặc là em hạnh phúc hạnh bô khê hạnh hạnh phúc quá hoặc là em hạnh phúc hạnh bô khà đả nối âm lên 행복하다 mà nghĩa là hạnh phúc, yô là 행복해요, đi. youri 행복해, dạng thân mật không kính ngữ. Thanh toán giúp tôi. Các bạn sử dụng khi các bạn mua đồ xong hoặc là ăn uống xong ở nhà hàng. 계산해 주세요. 계산해 주세요. 계산해 주세요. 계산해 주세요. Thanh toán giúp tôi hoặc là làm ơn hãy thanh toán giúp tôi. 네, mà nghĩa là vâng vâng dạ các bạn dùng với nè. nè nè vâng ví dụ hắc xe gìm nhỉ bạn là học sinh ạ à? để vâng có nghĩa là vâng tôi là học sinh còn ví dụ nhá các bạn chú ý một chút ví dụ các bạn lên giọng ví dụ là ai đó hỏi là gì nhỉ hắc xe gìm nhỉ các bạn là học sinh phải không thì có thể là các bạn nghe chưa rõ các bạn sẽ nói là nế Nế có vâng nghĩa là, dạ, cái gì cơ, khi đó thì các bạn, mà lên giọng như thế thì người ta sẽ hiểu là, người ta đang hiểu là các bạn đang nói là, dạ, cái gì cơ, nè ví dụ ai đó hỏi nhé, hắc xe nghỉ cơ, bạn là học sinh à, thì thông thường bạn sẽ nói là, đề hắc xe gì ta vâng, tôi là học sinh, còn khi mà các bạn lên giọng là, né nế? mô đào còi dã dạ, anh nói cái gì cơ, thì khi đó thì nó lại giống một cái câu hỏi, như vậy các bạn chú ý vì ngữ liệu nhé, cho tôi chút nước hoặc là làm ơn cho tôi chút nước 물좀 주세요 물좀 주세요 물, 좀 주세요. 물, 좀 주세요. 물좀 주세요 Cho tôi chút nước Các bạn có 물물 물 là nước 좀 là chút 주세요 Hãy cho 주세요 là hãy cho hoặc là hãy đưa cho tôi 물좀 주세요 Hãy cho tôi chút nước Chúc mừng sinh nhật Hoặc là chúc mừng sinh nhật nhé Chúc mừng sinh nhật nha 생일 축하해요 생일 축하해요 생일 축하해요 Chúc mừng sinh nhật 생일 có nghĩa là sinh nhật 생 có nghĩa là sinh, 일 là ngày 생일 là ngày sinh nhật 축하해요, chúc mừng Cái này đắt ý 이거 ý 이거 비싸요 이거 비싸요 Cái này đắt thế ý 이거, cái này, 비싸요 비싸요 là đắt

là một cụm từ xin lỗi nhưng mà thường dùng khi mà các bạn muốn làm phiền ai đó ví dụ là xin lỗi là muốn cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ấy ví dụ thế hoặc là xin lỗi là muốn cho hỏi bây giờ là mấy giờ bạn có biết không thì tức là chúng ta thường dùng khi mà trước khi chúng ta muốn hỏi muốn nhờ vả một cái gì đó tôi bị sốt rồi 열이 있어요. 열이 있어요. 열이 있어요. Tôi bị sốt rồi. Các bạn có yori itta mang nghĩa là bị sốt. Còn 있어요 là hình thức chia theo đuôi thân mật lịch sự. Yori 있어요, tôi bị sốt rồi. Đặt trước giúp tôi với. Yeyakhe chuseyo. Ye Ye yakka da bằng nghĩa là đặt trước còn chưa xẻo làm ơn hãy, làm ơn hãy đặt trước giúp tôi, đặt trước giúp tôi với. Ngủ ngon nhé, một câu chúc ngủ ngon thông dụng. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. Ngủ ngon nhé, hoặc thân mật hơn, xuồng xã không kính ngữ thì 잘 자. 잘 자. Ngủ ngon nha. Bạn sống tốt không? một câu chào hỏi sử dụng rất là nhiều sau một khoảng thời gian lâu lâu rồi các bạn không gặp nhau. Xin chào, Xin chào, Xin chào, bạn sống tốt không? Hoặc là bạn sống ổn không? Xin các bạn hiểu là gốc. Xin tà, có nghĩa là sống hoặc là trải qua. Chai chào, nghĩa là tốt. Đây là trước của động từ gọi hiểu là bạn đã trải qua một thời gian tốt đẹp chứ? Hoặc là bạn sống tốt chứ? Bạn sống tốt không? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Dạo này anh sống thế nào? Các bạn cũng có thể hỏi thăm bằng một cái câu như thế này. 요즘 어떻게 지내요? 요즘 어떻게 지내요? 요즘 어떻게 지내요? Dạo này anh sống thế nào? 요즘 어떻게 어떻게? là Như thế nào? 지내요, sống như thế nào? Bạn bao nhiêu tuổi? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 có nghĩa là mấy, bao nhiêu, sal là cái danh từ đơn vị của tuổi. Ý에요? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn là bao nhiêu tuổi vậy? 몇 살이에요? Góc đôi phụ âm sờ lên. 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? Anh đang ở đâu? Hoặc là bây giờ anh đang ở đâu? 지금 어디에요? 지금 어디에요? 지금 어디예요? 지금 bây giờ 어디예요? ở đâu? 지금 어디예요? Anh đang ở đâu vậy? trước ngủ ngon ạ. À? Một câu chúc rất là trang trọng thường dùng cho bố mẹ hoặc là người trên ông bà chẳng hạn. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Chúc ông ngủ ngon ạ, à? chúc bà ngủ ngon ạ à? hoặc là con chúc bố mẹ ngủ ngon. Các bạn có từ ăn nho hi mà nghĩa là một cách an bình chu mu chu mu gốc của từ chu mu ở đây chu mu si đấy si tà chi thôi là chu mu nó là kính ngữ của từ cha tà các bạn có từ cha tả là ngủ thông thường các bạn chỉ chúc là cha em cha cậu ngủ ngon nhá hoặc là em ngủ ngon nhá còn khi mà các bạn muốn thể hiện kính ngữ với người lớn tuổi người trên thì các bạn biến đổi cha thành cha đà thành chu mu theo an nhong chu mu anh đi bình an ạ. À. Thực ra dịch ra tiếng Việt thì chỉ cần nói là anh đi nhé. Còn khi mà tiếng Hàn thì 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, 안녕히 가세요. Thì các bạn có hi mà nghĩa là bình an một cách an bình. 가세요 mà nghĩa là hãy đi, anh hãy đi một cách bình an. Còn dịch ra tiếng Việt nhẹ nhàng chỉ cần nói là anh đi ạ, à, anh đi nhé là được. Xin chào, một câu quá là quen thuộc, câu cửa miệng bất cứ ai học tiếng Hàn cũng đều biết. 안녕하세요. 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 Xin chào. Chào anh, chào chị, chào bạn. Một câu chào lịch sự các bạn có thể dùng cho tất cả mọi đối tượng, người già, người lớn, người nhỏ hơn các bạn, người trên. Ta đi thôi hoặc là chúng ta đi thôi. 갑시다. 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 Đi thôi, đi nào. Các bạn có gốc là từ kha tả mà nghĩa là đi còn cái đuôi bi là một đuôi câu mệnh lệnh để cả hai người nói và người nghe cùng thực hiện cặp chúng ta đi thôi rẻ quá chúng ta vừa có câu đắt quá là nó mua bây giờ ngược lại sẽ là nó mua nó mua sao nó mua rẻ quá các bạn có tả gốc tả mà nghĩa là rẻ thế thì nó mua là quá rẻ quá thế thì học từ này các bạn nhớ ngay nhá từ tả Pi sa ta, mà nghĩa là đắt, còn sa ta, mà nghĩa là rẻ. Học đi hoặc là học bài đi nào. Cung bu ha seyo. cung bu ha seyo. cung bu ha Học đi học bài đi. Cung bu ha ta, mà nghĩa là học. Se hãy hãy học đi. Làm việc đi. 일하세요 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 Iraseo làm việc đi. Các bạn có từ il ha tả bằng nghĩa là làm việc. Bỏ tả đi gắn seyo đây có mệnh lệnh hãy xẻo. Các bạn có từ h âm hờ đây từ ha này thì cái phụ âm hờ nó được trong tiếng Hàn được phát âm rất là nhẹ, rất là nhẹ. Nên là nhiều khi đằng trước là phụ âm thì các bạn sẽ tưởng tượng là nó nhẹ quá nên là người ta sẽ nối cái phụ âm của cái âm tiết trước lên và cái phát âm là Iraseo. Các bạn có thể phát âm là il ha seo nhưng mà, thường sẽ phát âm nhẹ là, ý ra ý ra bởi vì phát âm nhẹ quá, nên người ta cái phụ âm riêng này, nó sẽ đọc lấn lướt đi, và giống như là các bạn nối âm lên vậy ý ra xéo. không ăn cơ mà, pap ăn mò 밥 pap ăn mò 안 pap ăn mò không ăn cơ mà, pap có nghĩa là cơm, mò <laughs> là ăn một tà động từ mộc tà mà nghĩa là ăn chitrio là mò cò yo thế tự an là một từ phủ định nó đứng đằng trước của động từ ở giữa của nó sẽ là gì đằng trước là danh từ này từ an là từ phủ định và động từ này pap á mò cò yo không ăn cơm à em không ăn cơm mà hoặc là con không ăn cơm hả à? đẹp quá dịp bò yo đẹp quá các bạn có thể dùng để khen một cô gái hoặc là khen một món đồ nào đó nhịp bò đẹp quá đương nhiên rồi tháng yon ha chồ tháng yon ha chồ tháng yon ha chồ đương nhiên rồi các bạn có từ tháng yon ha tả tháng yon ha tả mà nghĩa là đương nhiên tất nhiên thế thì bỏ tả gắn chiều là đương nhiên là thế rồi hoặc là, là, là gì chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau